đi từ từ cho em. Rồi. Đi em dẫn cho. Đi em hết bây giờ. Đủ quá. Đi em đi đi. Giữ. Rồi. Không chỉ là chuyện của con đó đó của em. Rồi, vô. Và góp phần trong cái chương trình của tối ngày hôm nay không thể thiếu là anh đạo diễn. À, Kim được. Có Kim gì không? Có Kim gì? Nguyễn Hoàng Nam. À, Nguyễn Hoàng Nam. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Nam của công ty Sen Vàng. Trời ơi. Má ơi, nó vàng quá trời. Và đây là trưởng ban tổ chức của em, anh là Duy Ân ạ. Ủa? Ủa sao bảo là mình sẽ tham dự được đấu trường quốc tế nên mọi người cố lên nha. Miss Universe. Bóng xuyên lục địa. Thì quốc tế nó bóng xuyên lục địa. Nghe trưởng ban tổ chức nha. Má ơi trời ơi, tôi được quay cái chương trình này đã quá má ơi. Đây là bên cũng là phụ kiện về anh Thanh Ánh Sáng anh. Trời. Ca sĩ Đức Huy. Trời ơi. Đức Huy, vỗ tay Đức Huy ơi. Trời ơi, chị Đức Huy. Đây là trợ lý của Đức Huy, anh Vũ Hoàng Tấn. Trời ơi, ở núi xuống đúng không nghe? Trợ lý của ca sĩ Đan Trường. Không, nghe đồn núi xuống đúng không anh? Không, anh cũng vòng không có lên núi. Ở chưa hả? À, trời ơi, nghe đồn vậy rồi. Quá trời quá đất. Còn đây. Ôi, anh ơi. Bên bộ phận trà bánh mà ngủ. Giỏi. Bộ phận trà bánh nha, anh Trần Phan Quy Khánh, diễn viên trong phim Dốc Tình, tối nay cũng sẽ góp mặt trong gương mặt thứ 3 của bộ sưu tập. Ủa sao nghe đồn là Tây Môn Khánh mà. Không anh, Trần Phan Huy Khánh. Trời, những cái đồn tưởng Tây Môn Khánh đó mà trời đất ơi. Diễn viên điện ảnh góp mặt trong bộ phim Lật Mặt của ca sĩ Lý Hải đó anh. Bởi vậy tối nay là ảnh sẽ góp mặt trong vị trí thứ 3 của bộ sưu tập. Dạ, dữ mọi người cho anh Khánh một tràng pháo tay đi mọi người. Mọi người ơi, mọi người cho Huy Khánh một tràng pháo tay mọi người. Chà, Quy Khánh này gâu không ta ơi. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển xuống như đây. Rồi, di chuyển xuống. Xuống đây, xuống. Nhà tài trợ Kim Cương. Rồi. Anh Lê Hoàng Châu. Trời ơi, Châu luôn. Anh Lê Hoàng Châu, nhà tài trợ Kim Cương. Trời, anh Châu ơi. Rồi, anh Châu ơi, anh nhiều Kim Cương lắm anh. Rồi, đếm cân ký không ạ? Trời ơi, quá. Quá trời, mọi người ơi. Ghê vậy đó. Phan, anh ơi, anh ơi, rồi. Sổ đỏ, anh cung cấp cho bà một cái hàng đó. Ừ, vậy, giấy tờ đất, sổ đỏ là anh cân ký không anh? Bác sĩ á, hả? Cái sắp anh đếm chơi vậy đó. Trời ơi, quý vị thấy nhiều quý vị. Thấy em đẹp quý vị. Ra người tiếp theo là diễn viên người mẫu Kim Lý. Lý hả? Chồng của ca sĩ Hồng Hà. Trời ơi. Sẽ góp mặt trong vị trí thứ 4 của bộ sưu tập ngày hôm nay. Mà anh mở mặt cho anh ơi. Mọi người hãy bóng đi. Phan, anh đứng lên xíu quá, anh nổi tiếng lắm hôm nay, anh mở mặt nạ ra coi. Người mẫu, những gì này ảnh Kim Lý. Bộ anh trốn nợ gì. Ở bên Thụy Điển em mời về á. Anh ơi. Mới vợ chồng nhỏ tre có hai bữa mà nó kiếm quá trời. Và người mẫu cuối cùng, em mời từ Ukraine về là Philip Nguyễn. Ủa anh ơi, bom anh không chết anh, bỏ bom chết hả? Trời không mời về trước khi mà bơm nó thả. À hèn chi bởi rồi. Bên đây. Dạ bên đây là dàn hậu cần sân khấu ha anh. À. Lo về phục trang đồ à. Hình như anh thấy nhỏ nó cầm cái thơ ly thuốc độc cái gì kìa. Không anh, trời ơi mấy là mẫu nhí. À mẫu nhí hả? Ở trời tưởng cầm ly thuốc độc luôn. Ở đây. Bên bộ phận về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm anh Kim. Ôi trời ơi, chăm sóc sức khỏe. Anh Hồng nhân Kim. Chăm sóc về bộ phận chăm sức khỏe bảo hiểm của đoàn xe. Đoàn xe mình ai già nhất vậy? Lỡ có chết con Kim đúng không? Ủa